Vào đi. Dạ. Chúng em chào em khỉ ạ. Mấy đứa chúng mày đến đây làm gì? Dạ, hôm nay đến đây bọn em xin làm 12 con giáp ạ. Mày tên gì? Dạ, em tên là Gián. Gián là tên loài, tên của chú mày cơ. Ờ, thế anh gọi em là Giang đi ạ. Thế chú mày có muốn con của mình sau này tuổi Gián không? Anh bị điên à? Con của em phải tuổi Rồng, tuổi Phượng, ai lại tuổi Gián? Thế mà mày lại dám đến đây để xin vào làm 12 con giáp? Ê, dạ, cút. Em cút. Ê, dạ. Con thằng này, mày tên gì? Dạ, em là Ruồi ạ. Em đang hoạt động tại bãi đất sông Hồng. Mong các anh soi xét cho em vào 12 con giáp ạ. Thế chú mày có cái vẹo gì không? Em bé vừa bằng hạt đỗ mà ăn cố cả làng ạ. Em còn giúp anh tiêu thụ hết đống thực phẩm bẩn, từ lòng lợn này, rồi chân gà, hay là cả em mút hết à. Hóa ra chú mày cũng chỉ vì lợi ích, vì miếng ăn nên mới xin vào đây đúng không? Vâng, đúng thế ạ. Ra đời bươn trải, ai chả vì miếng ăn. Anh có ăn không? Thế thì chú mày chưa đủ tuổi vào được 12 con giáp, nhưng nể tình, anh sẽ cho chú vào làm một chân trưởng phòng ở bên anh. Ờ, phòng nào ạ? Ờ, phòng vệ sinh. Ui giời ơi, em đội ơn anh à. Ấm rồi, chuối cha bể phốt. Thôi, chú mày vào làm việc đi. Dạ. Chăm chỉ nhá. Thế còn quý cô cáo xinh đẹp đây thì thế nào? Em chào anh khỉ ạ. À. Em cũng muốn trở thành 12 con giáp ư? Dạ, em không muốn thay thế ai cả. Em muốn làm con giáp thứ 13. Vậy, nếu trở thành con giáp thứ 13, em sẽ mang đến điều gì cho khu rừng? Em sẽ đem tình yêu đến cho tất cả mọi người. Lý tưởng của em về tình yêu là gì? Tình yêu sinh ra là để phục vụ loài người. Nó khiến cho mọi quy luật trên trái đất bị đổi thay. Như người ta thức khi đi ngủ, người ta vào nhà nghỉ là để lao động, hay người ta nói là không làm gì, nhưng cái gì người ta cũng làm. Đúng là cục cưng của anh, một tâm hồn thật quá lộng lẫy. Gớm, nếu anh cho em làm chủ khu rừng, em sẽ cho anh thấy những điều còn đẹp đẽ hơn. Ê! Chủ của khu rừng này à, mày có biết bố mày là ai không? Là anh Hồ ạ. À. Em xin lỗi, em xin lỗi. Biết à. Dạ, em chào anh ạ. Ừ, chắc chú đã biết. Năm nay anh lên đây tiếp quản khu rừng. Dạ vâng ạ. Năm nay là năm Nhâm Dần, năm của con hổ. Em nào dám quên ạ. Nghe theo lệnh anh, em đã cho gọi tất cả các anh em, từ rừng Cúc Phương cho đến hàng Sơn Đoòng. Mọi người đang tức tốc về đây để họp cuối năm đấy ạ. Rất tốt. Thế tình hình thế nào? Dạ, có ông Rồng là lúc nào cũng vi vu, thưởng ngoạn trên cái đường sắt trên cao. Em gọi lúc nào cũng thuê bao, không gọi được ông ấy ạ. Rồng thì thôi, kệ ông ấy. Thế còn thằng Rắn? Dạ, ông Rắn năm vừa qua đi đâu cũng lè lưỡi, liếm láp, phun nước bọt khắp nơi. Trong tình hình dịch bệnh, em đã cấm triệt để ông ý không cho đến họp ạ. Chú đáo lắm. Thôi được rồi, gọi thằng chó vào đây cho anh luôn. Dạ, em chào các anh. Làm gì mà cười tươi thế? Dạ, năm qua em vẫn được mọi người nhớ nên là em vui lắm ạ. Nhớ thế nào? Người ta vẫn lấy tên em ra để chửi anh ạ. Nào là ngu như chó này, tham như chó này, láo như chó nữa. Sao không lấy tên con khác?
mà cứ lấy tên mày ra chửi thế? Anh hỏi câu đấy, đúng là anh ngu như chó rồi. À, thằng này, mày thích ăn đòn à? Thì đấy, phải chửi thế anh mới tức chứ. Anh có thấy tức không? À, cũng đúng. Thế năm qua thế nào? Dạ, năm vừa qua, anh em chó bọn em đang có khuynh hướng về Hội An sinh sống anh ạ. Tại sao? Ở đấy, người ta không ăn thịt chó. Ê, hê, hê. Tưởng gì, ở đấy không ăn thịt chó, nhưng ở đây thì vẫn ăn đấy. Ờ. Em xin các anh, em còn quá gia đình ạ. Mày còn quá gia đình à? Thôi được rồi, anh tha cho chú. Tết anh sang thăm cả nhà. Nhà em đội ơn anh. Mày nhớ phải nghe lời anh Hổ. Sang năm nếu làm ăn cẩn thận, tao sẽ giới thiệu cho mày mấy em chó cái. Chú mày cứ yên tâm, toàn mấy em chân dài đến tận cổ, đẹp lắm. Thế có đốm không anh? Tây ta đủ cả, giấy khai sinh đàng hoàng, miễn là chú thích. Nhưng chú phải nhớ, năm nay là chó, trông nhà cho nó cẩn thận, để cho người ta được an tâm đi chơi đi bời. Còn lúc đánh hơi chuyên án, tìm kẻ gian thì phải tập trung vào. Anh thấy chú vẫn còn sao lãng lắm. Dạ, năm nay em đã quyết tâm làm chó một cách thật nghiêm túc. Tốt. Thôi, cho lùi. Dạ vâng, em chào các đại ca. Mà tao nghe thấy tiếng gà gáy ở đâu ấy nhỉ? Ôi anh ơi, anh ơi, anh cứu em với. Sao? Dạ, thằng lợn nó ném cái bô vào đầu em mà. Ấy, anh đùa thôi. Đùa? Thế trong đây có cái gì đây? Rau. Ui, rau mà kinh như thế này á. Rau đã qua tiêu hóa. Em xin à. Thôi, thằng gà, năm vừa qua mày làm được những gì? Báo cáo cho anh Hổ biết đi. Em thì vẫn hay đi mổ, với cả làm báo thức cho mọi người ạ. À. Báo thức cái nỗi gì? Có mà ông tổ chức karaoke, hát hò ầm ĩ, làm ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người đấy. Ơ, ai bảo anh thế ạ? Thì ông up ảnh ở trên mạng, toàn những anh em trong khu rừng nắm tay nhau hát hòa tưng bừng. Ông có biết ông làm như thế là phá vỡ hạnh phúc, sự yên bình của biết bao nhiêu gia đình không? Và trong đấy có cả gia đình của tôi. À, hóa ra cũng là tín đồ của karaoke. Thế đã mọc cái màu gà nào chưa? Ừ. Ông thôi đi. Thế ông có công nhận mùa dịch là phải hát cho vơi đi nỗi buồn không? Các cụ chả dậy rồi, tiếng hát là át tiếng ho. Nhưng tao thấy tiếng ho còn to hơn tiếng hát đấy. Ơ, à, ông nào mà ho to thế ạ? Từ chỗ quán của ông mà ra, chứ còn ở đâu nữa. Đấy là quán karaoke, chứ có phải bệnh viện đâu mà có người ho. Tao biết hết rồi, đừng có quanh co chối tội. Nếu không, tao sẽ email cho Hà Anh Tuấn để nhờ ông ý về rừng này trồng thêm một cây chanh. Ha ha ha. Và tao sẽ thu hoạch lá. Ui, em cục ta cục tác, em lại các anh ạ. À. Em mà không làm, các chị em mà không hát thì lấy cái gì ra mà ăn ạ? À. Cũng đúng, thật sự là khó khăn chung cho cả khu rừng. Dạ, năm vừa qua, bọn em cũng đã cố gắng hết mình để cống hiến cho nền âm nhạc của khu rừng, như chương trình Music Dập Dịch này, hay Gáy Việt 2, và một ca khúc đó là Mang Thóc Về Cho Mẹ nữa ạ. Cái bài Mang Thóc Về Cho Mẹ được lấy cảm hứng từ tác phẩm Hạt Gạo Làng Ta của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Rất ý nghĩa, rất hay. Ôi anh ơi,
Bài hạt gạo làng ta là của tác giả Trần Đăng Khoa chứ ạ. À. Ui, em cục tác, em dốt em nát, bài hạt gạo làng ta là của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Kiến thức vững đấy. Ông này chả biết cái quái gì về âm nhạc cả. Lão già vừa ngu để thử đấy. Thôi, ông tạm lánh ra ngoài kia một tí. Nhớ nói tốt cho tôi đấy nhé. Yên tâm, tôi còn đến chỗ ông hát dài dài cơ mà. Ê, ra ngoài kia mổ thóc đi. À, thế thằng lợn đâu ấy nhỉ? Chào. Thằng chó này, mày dám ngồi ngang hàng với tao à? Ông bảo ai là chó đấy? Ấy đại ca, anh cứ bình tĩnh. Năm nay mấy quán buffet phải đóng cửa, nên bọn lợn mọc lên như nấm. Chúng nó không sợ ai đâu ạ. Chào chú em. Chào thằng cháu. Thằng kia vào lấy cho anh lợn cốc nước gạo để anh uống cho mát. Nước gạo Hàn Quốc nhá, cho thêm ít rau muống vào. Năm qua làm ăn thế nào? Được. À, thế chăm cái đàn lợn con vẫn ổn chứ? Ổn. Trẻ con đối với tôi là tất cả. Chúng ta đều là động vật, là những con thú, nhưng không phải là cầm thú. Chỉ có cầm thú mới đối xử tồi tệ với trẻ nhỏ. Tôi đánh giá cao lý tưởng giáo dục của anh. Bảo vệ lũ trẻ là trách nhiệm của tất cả muông thú trong khu rừng. Dạ, em vừa mới vo gạo xong, em kính anh vào kia xơi nước ạ. Không còn gì thì tôi đi, nếu cần gì đến tiền thì cứ gọi tôi. Ôi anh ơi, nếu mà để nói về kiếm tiền thì phải gặp em. Em nhìn đâu cũng ra tiền. Thế mày làm cái gì đấy? Em tấy máy ạ. Ơ, anh Tuật, anh đã bị bắt. Thằng mèo đâu? Cho nó lên phường. Đúng là không ngờ đến. Những chuyện không ngờ đến còn nhiều lắm anh ạ. Như thằng dê, nó đã nằm đây đợi anh từ nãy đây ạ. Các ông để tôi chờ lâu quá, tôi già rồi, mệt hết cả người. Sao trông mày ngứa mắt thế? Mày là thằng nào? Em là dê ông nội ạ. Sao lại là dê ông nội? Che già măng mọc, bố em là dê cụ, thì em là dê ông nội. Thưa đại ca, thằng này năm nay cực kỳ nhiều tội, cả khu rừng này ai cũng ghét nó. Tội gì? Nó là một tên dê già chính hiệu. Nó còn mở cả một cái chuồng dê ở bên bờ vũ trụ đấy anh ạ. À. Em có tội gì đâu. Mày là cái loại đầu trên không bảo được đầu dưới. Đồ khốn nạn. Mày đang làm xấu mặt cả loài dê đấy. Sao? Ơ, thằng chó này. Hôm nay tao sẽ cho mày ra bã. Ấy. Làm sao? Dê ông nội bình tĩnh. Các anh em ở đây quấy năm rồi, nên ai cũng có những muộn phiền, những bực dọc ở trong lòng, người ta muốn phát tiết hết ra để năm mới được vui vẻ. Dê ông nội có công nhận không? Công nhận. Hôm nay tao sẽ trả lại sự trong sạch cho loài dê. À, thằng chó hổ, hôm nay tao sẽ chiếu lại phim Thủy Hử cho mày xem. À, à, thằng già, đừng có nói mồm. Vào đây. Chúng mày, Philippines. À,
ăn quả nhớ kìa trồng cây. Mày ăn quả báo, biết cây mày trồng. Vứt nó ra ngoài. Dạ vâng ạ. Nóng hết cả người. Cho nốt mấy thằng kia vào đây, bẩm báo đi. Dạ, em là Châu, em xin chào các anh ạ. Mặt mũi làm sao mà buồn thế? Dạ, em đang thất tình. Em có tán tỉnh một con bé bò làm ở công ty sữa. Em bảo nó nghỉ mà nó không chịu. Chắc em bị cắm sừng các anh ạ. Cắm sừng là chuyện nhỏ, bị đổ vỏ mới là chuyện lớn. Tươi tỉnh lên em, trước khi em dính vào những điều còn tồi tệ hơn. Dạ vâng, em cũng mong thế ạ. Thế năm nay đời sống thế nào? Em đố anh nhé. Một ông giám đốc đánh nhau với một anh công nhân thì ai thắng? Thì anh công nhân lao động nhiều, phải khỏe hơn, chắc chắn là thắng rồi. Dạ, anh công nhân chưa có lương, thưởng Tết cũng chưa tới đâu, đói mèo. Ông giám đốc chỉ đấm em một cái thì ngày mai anh chỉ gặp em ở quán phở Châu thôi. Anh đồng ý với chú mày. Anh thấy em khổ đúng không ạ? Không, ý anh là phở Châu ngon đấy. Ấy dạ, cả năm qua em cày bừa cho cả khu rừng, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thế mà vẫn chưa đủ ăn đấy à. Thằng khỉ, chuyện này là thế nào? Dạ, em thưa anh, em đã chuyển tiền cho thằng rùa để đưa cho các anh em trong khắp khu rừng. Nhưng em mới nhận được tin, thằng rùa trên đường đi lại bắt gặp thằng ốc sên bị gãy chân vì đua xe. Thế nên là thằng rùa mới cõng thằng ốc sên đến bệnh viện. Thế thì thằng ốc sên xong rồi. Thế còn chúng em thì sao ạ? Thôi được rồi, đừng lo. Anh sẽ làm mọi cách có thể. Tất cả mọi người trong khu rừng này sẽ không bao giờ bỏ mặc em đâu. Không ai bỏ mặc những người lao động chân chính cả. Chúng ta phải đoàn kết. Ôi dạ vâng ạ. Mà sao chưa thấy anh Ngựa đâu ý nhỉ? Dạ thưa anh Ngựa đang ở khu liên hiệp thể thao để chuẩn bị cho một trận đấu rất quan trọng. Đấy là trận đấu vòng loại World Cup ạ. Hay, nhắn tin đến cho anh Ngựa là phải thi đấu thật máu lửa, thật quả cảm, dù kết quả có ra sao, miễn là thể hiện được tinh thần của khu rừng chúng ta. Dạ vâng ạ. Thôi, thời khắc điểm giao năm mới cũng đã sắp đến rồi, gọi tất cả anh em vào đây cùng nâng ly. Năm mới chúc anh chó nhà ta luôn luôn cảnh giác, đề phòng kẻ gian và là một người bạn tốt với tất cả mọi nhà. Còn anh chuột, tôi chúc anh sang năm mới sẽ tìm được những phương hướng, những đường đi mới thật sáng tạo, nhưng không được phạm luật đâu đây nhé. Còn anh Lợn, chúc anh Lợn đánh đâu thắng đấy, nuôi nấng đàn con lúc nào cũng khỏe mạnh. Nào anh Khỉ, cũng mong là năm nay Khỉ sẽ hoạt bát linh động trong cuộc sống để giúp đỡ mọi người. Cậu gà, sang năm mới tôi chúc cậu sẽ luôn theo đuổi được đam mê ca hát của mình. Nhưng phải nhớ, nghệ thuật vẫn có cái nôi là đạo đức. Còn anh Châu, anh vẫn luôn là mắt xích quan trọng của khu rừng này. Có lao động thì mới có thành quả. Mong anh luôn luôn khỏe mạnh, vững vàng trong cuộc sống. Dạ vâng, cuối năm rồi, tôi cũng xin chúc tất cả quý vị khán giả, cũng chính là 12 con giáp, luôn luôn vui vẻ, mạnh khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý và có một năm mới thật sự an khang thịnh vượng. Nào, hãy cùng
chúc mừng năm mới.